Đô Nguyễn, Đình Báo, Nghệ An, Khố Xanh, hai đô vào giới. Hai đô xe đài. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Thôi ra ngoài. Vào giữa giới. Tiếp tục. Kèo vật vừa qua hàng cân 75 ở lúc 1 phút 27 giây của hiệp 1, Nguyễn Tiến Công Kinh Bắc thắng.